Dạ kính thưa quý vị, cảm ơn tâm chân tình quý vị, đặc biệt là những cành hoa rất là thân thương được gửi tặng cho em Minh Trường, Nhã Thi. Và để đáp lại tâm chân tình được một lần nữa, cho phép Minh Trường và Nhã Thi sẽ gửi tặng quý vị một bài thân cổ cũng rất là vui tươi. Bài hát có tựa đề Mời anh về thăm quê em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Của trai gái làng em trao gửi trên đồng. Về thăm quê em là niềm khát khao anh chờ đợi bao ngày. Về Thượng Hải về đây mùa này vui lắm anh ơi, đâu đâu cũng nghe tiếng đồng. Rồi sao nữa? Cảm ơn anh. Trời đất ơi, gì đó hả? Và khi hoàng hôn buông xuống, mình sẽ đón trăng vàng bằng chiếc xuân ba lan. Trời đất ơi, nghe em kể làm nôn nao hết biết vậy đó. Anh nó muốn về quê em liền vậy đó hả? Chưa đâu, em còn đãi anh nhiều món đặc sản. Món đặc sản hả? Món gì vậy? Chua, mắm kho. Dạ. Trời ơi, chết tôi rồi. Ủa sao vậy? Đói bụng quá chứ sao? Trời đất ơi, nghe nói tới mắm là thèm gần chết luôn vậy đó hả? Em ơi, nghe nói nè. Tôi thương làm sao những tâm hồn chân chết, dù ngồi nắng với sương vẫn luôn nở nụ về thăm quê em mà anh ở quê mình. Em biết anh thèm ăn thanh chua cá lóc và chua gì đậm đà của bông súng trăm mơ. Nhưng chắc anh nói vậy để má sụt em, chứ không lẽ mấy muốn có ở Sài Gòn anh hùng. Thì biết là có rồi, nhưng mà vừa ăn vừa được nghe chim sẻ ríu rít trên ngọn tre, thì làm sao tìm gặp giữa chúng bồn qua. Muốn tới quê em phải băng qua dòng sông cuồn sông, trên chiếc phà ngang mà lòng anh thấp thỏm dòi mắt trong xa để nhìn chiếc áo bà ba quen quen đứng ngóng giềng bờ. Như đứa con xa vừa gặp lại tâm tình, hình ảnh xuống đồng có xa là gì đâu, mà khi đối diện bồi hồi không quên. Tìm thăm em giữa cánh đồng đang vào mùa gặt, thương thật nhiều những giọt mồ hôi thấm lưng thôi. Dù không ai đưa đón vẫn thấy lòng vui khi nghe em cất giọng hò. Quê em nắng dài mưa dầu, muốn qua thì phải bắt cầu mới qua. Quê em xa tuổi già, nhưng ai đã đến? Lại có tiếng nhạc rộn ràng của vàng chim muôn. Đêm dỗ công sơn rực ánh đèn màu, nhưng lại có hàng ngàn ngọn lửa đốt đốt thắp lên lung linh huyền ảo. Không có công viên cho gái trai tình tứ, thì bờ đây là nơi thẹn ân tình. Một lần đã đến lòng dương vẫn mãi bước đi không đành, hẹn mùa lúa
Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn màn trình diễn rất là xuất sắc của hai nghệ sĩ Nhã Ti và Minh Trường ngày hôm nay.